hôm nay nhà này em muốn dẫn anh em cách lắp ráp cái đế máy mài mua quay. Đây là mình sẽ có em lưu ý là mình có hai ốc lớn, hai ốc dài và ốc ngắn. Ở cái bước đầu ở chân đế là mình sử dụng hai ốc ngắn nha. Mình sẽ gắn cái đồ kẹp máy mài, tháo hai ốc thì ra chứ. Bu lon này là để mình để chức năng là nó giữ cho cái độ trơn của cái ren thôi chứ không có gì, mình lấy ra cũng được. Rồi sẽ có những cái thước mà nó phần đuôi nó đưa ra rất là nhiều nên mình dặn cho nó vô trong đó. giữ lại giữ phần đen lại, xoay cái phần trên đây lại, đặt cái thanh nó sẽ tự động đi vô. Xong thì mình sẽ dùng cái lục giác còn lại trong cái bộ đó, mình siết lục giác ở vị trí này. Lục giác này nó hơi nhỏ nên mình siết vừa tay thôi. Rồi sau đó mình test chức, mình dặn test chức năng rồi là có giá đỡ ghi xuống. Tiếp theo mình sẽ gắn cái đèn. Đèn thì mình sẽ dùng cái miếng kim loại có phần keo sau lưng này, lọt ra mình dán vị trí mình lựa chọn. Đây là vị trí chốt nha, keo này chắc lắm nên mình dán đâu là mình chốt cái vị trí đó luôn. Khi mình gắn mũi khoan vô mà nó quá thấp đáy á, mà nó quá gần với đế á, thì mình có thể mình sẽ dặn mình xả bốn ốc sau lưng đây ra. Sau đó mình siết lại thì nó sẽ có cái gầm thoáng rồi.